Thì ở trong cái phương pháp của bà Bình Thiên Lịch thì cái bơm máu lên não chữa rất là hay. Thì chúng ta có thể giúp chữa được cái dưới một cái động tác đơn giản mà chúng ta có thể giúp được cái phần thiếu máu não hoặc ù tai với tai người lớn tuổi. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc cho mọi người cái bài học này chút xíu, có nghĩa là cái vấn đề mà của cái phần bơm máu lên não đó là không phải lúc nào chúng ta bơm máu là chúng ta chữa được, không phải cái đó. Tại chúng ta còn có nhiều cái vấn đề đi theo cái đó nữa. Thí dụ ù tai điếc tai của người lớn tuổi, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, ba cái bệnh này tuy rằng là khác nhau nhưng mà thực ra nó là có một cái cơ bản là gần như giống nhau hết. Giống nhau là cái gì? Giống nhau ở chỗ là máu lên trên não không đủ. Mà nguyên nhân mà khi mà mọi người biết đó, là khi máu lên trên não không đủ thì trên não thiếu oxy. Thì hễ mà thiếu oxy là bắt đầu có vấn đề bệnh. Do đó là bây giờ mình phải tìm đó ngược lại là nguyên nhân tại sao mà nó gây thiếu máu não, tại sao mà nó bị như vậy, là tại vì một cái điều mà thường gặp nhất, tôi dùng chữ thường gặp nhất tại có những cái trường hợp khác nó làm ra cái đó, nhưng mà cái mà thường gặp nhất đó chính là gì? Đó là hai cái động mạch cảnh ở cổ, hai cái động mạch ở ngoài sau cái cột sống cổ chúng ta nè, là bốn cái trạm để mà đưa máu lên trên não á, nó bị cắt. Do đó là nó tắt thì bắt đầu mình trở ngược lại nguyên nhân tại sao tắt. Nên mà cái nguyên nhân thường gặp nhất, thứ nhất là cột sống cổ của mình bị vôi quá, bị thối quá, bị chèn rồi bị lệch, và nó thành ra là không phải chỉ nó trận cái dây thần kinh không đâu, mà nó còn làm cho hẹp cái đường mạch máu đi lên trên não. Cái thứ hai là phổ biến hơn nữa, đó là chứng sơ vữa động mạch cảnh cũng như sơ vữa động mạch của hai cái cột sống cổ mình, hai cái động mạch. Thế thì như vậy rõ rồi là chúng ta không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được cái chứng đó. Vì thối quá thì phải làm sao cho nó hết thối quá đi, ha? Vì vôi quá thì phải làm sao cho hết vôi quá đi, ha? Rồi bị thoát vị để đệm cổ, phải làm sao thoát vị để đệm cổ, thoát khỏi cái đó đi. Rồi nếu mà đã là sơ vữa động mạch cổ thì phải làm sao chữa cái sơ vữa động mạch cổ đi. Thành ra là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải mất một cái thời gian rất nhiều để giải quyết một vấn đề này. Không có cái chuyện mà thần y nào mà làm cái hết liền hoặc tác động cách nào mà hết được liền. Nhưng mà ở trong cái phương pháp chúng ta là điều trị mấy cái vấn đề này rất tốt. Rất tốt ở chỗ nào? Cái điều thứ nhất là gì nè? Là chúng ta phải chườm đá nóng ở vùng động mạch cảnh, ở vùng động mạch cổ và ở đâu? Ở gan mình. Mọi người chỉ cần chôm như vậy trong từ 3 tới 6 tháng là nó cải thiện rất tốt rồi. 3 tới 6 tháng. Còn nếu mà muốn mà tốt hơn nữa thì không có điện 3 tháng 6 tháng. Tôi chôm cho tới giờ 4 năm. Không có đơn giản. Do đó là chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta chôm đã lâu dài như vậy rồi nó mới giải quyết được cái gì? Giải quyết được cái chứng sơ vữa động mạch của mình. Nhưng mà cái cổ phải làm sao? Thì phải tập luyện thôi. Rồi cổ mọi người thấy đó, mình cũng phải kéo ra, rồi mình phải làm cái này làm cái kia để cho nó ổn định lại. Rồi thậm chí có những trường hợp nặng quá thì
thì mình không có thể nào mà một phút một chiều mà khỏi được, mình phải mua luôn cái đai cổ. Cái đai cổ mà người thấy đây nè. Và đai cổ này khi mà mình mua đó thì mình mang cái đai cổ này á, thì một ngày ta đeo hai lần, một lần chỉ cần 30 phút thôi, mà chúng ta phải làm liên tục như vậy là 3 tháng trời. Không có đơn giản đâu. Rồi thậm chí mình đeo trong vòng tuần lễ, nửa tháng, một tháng mình khỏi hẳn cũng không được cưng, cũng phải đeo cho tới 3 tháng, ít nhất là 3 tháng, để cho nó giữ vững ở cái vị trí đó. Rồi thêm nữa, chúng ta phải làm cái gì? Ở đây chúng ta lại thêm cái món nữa, đó là hút không khí. Hút không khí để làm gì? Để cho nó đầy đủ oxy vô trong cái phổi chúng ta, rồi đầy đủ oxy lên trên não chúng ta. Khi mà mình hút không khí vào thì mình lấy oxy vào, thì mình bỏ cái khí carbonic ra, và axit từ đó nó lôi kéo ra theo luôn. Cho nên chúng ta không thể nào mà chỉ đơn thuần một phương pháp mà có thể cứu được những cái bệnh đó. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.